Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu và hướng dẫn với các bạn cách làm một cái nồi cơm để nấu các bạn nhé. Ở đây là một cái nồi cơm điện. Tôi sẽ làm một cái nồi cơm bằng điện nữa bạn nhé. Đây là cái nắp nồi các bạn nhé, và ta sẽ làm cái quay. Tay cầm nồi cơm điện các bạn nhé. Đây là cái nơi mà nước thường xông ra vào. Thì thường là xông hơi vào để cho cơm nó chín. Và đây là cái ổ mà để ta cắm điện.
Video của chúng tôi đến đây đã hết rồi các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình video lần sau.